du mục lên Mega Live giữa lúc miền Bắc gặp bão, vẫn ghi điểm khi vừa on set đã hỏi tình hình bà con, khẳng định mọi người đừng lo, cả team sẵn sàng giúp đỡ. Tỉnh miền Bắc vừa chịu ảnh hưởng bởi bão lũ, có đang có mặt ở trên live của Hằng không mọi người ơi? Có, tức là mọi người vẫn đang an toàn ha. Rồi mọi người ơi, thì Hằng cũng gửi lời chia buồn đến một số nơi mà mọi người chịu ảnh hưởng bởi bão lũ ở thời điểm hiện tại nhá. Thì ngày hôm qua là đã chịu ảnh hưởng bởi bão lũ rồi, thì có thể là ngày hôm nay nữa thôi, nên là mọi người cố lên nhá. Rồi sau đó thì mình sẽ vực dậy tinh thần để mình hồi phục sau cái đợt bão lũ này ha. Rồi mọi người miền Bắc nè và Bắc Trung Bộ, mọi người yên tâm bởi vì là còn miền Nam của Việt Nam mình đây nữa, và miền Nam cũng sẽ cố gắng làm hậu phương cho mọi người. Sau khi bão lũ đến thì miền Nam sẽ là hậu phương để hỗ trợ mọi người trong cái công tác đó là phục hồi sau lũ nhá. Và đặc biệt là cái team của Hằng Du Mục thì sau này team sẽ có thể hỗ trợ được gì, team sẽ hỗ trợ hết mình ở trong cái vấn đề đó ha. Bố nay không có mặt cũng chẳng đổi, ở nhà thay con gái tính toán chuyến cứu trợ sắp tới. Có cần hỗ trợ gì thì con cho nó đi cùng hỗ trợ cũng được. Cái xe tải đâu cho đi nhiều người đâu mà đi. Nhà xe của người ta mất 2 người rồi, xe tải đi có cho có 3 người thôi mà xe của người ta mất 2 người rồi. Bảo sao cả gia đình có bao nhiêu kiếp nạn vẫn được quý, để cái cách các thành viên làm nhiều hơn nói, ai bốc phốt thì kệ, vẫn cứ hòa thuận vui vẻ. Con gái ăn uống gì vô nghe. Vâng, nhưng mà nhớ làm mắm đu đủ đi để mấy hôm nữa con về nè. Chừng nào về thì nói trước rồi mẹ làm. Mới đây, Hằng Du Mục và cả team cũng đã có phiên Mega Live ở Đà Lạt giữa lúc miền Bắc gặp bão. Tuy vậy, được TikToker vẫn nhanh chóng ghi điểm khi vừa on set đã lập tức hỏi tình hình của bà con đang hứng chịu cơn bão được xem là mạnh nhất năm. Hành động tinh tế của Hằng Du Mục khiến những người xem live lập tức cảm thấy ấm lòng. Không chỉ đơn thuần là hỏi thăm, được TikToker còn cho hay người dân Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ yên tâm vì mọi người trong Nam vẫn sẽ là hậu phương vững chắc để giúp mọi người hồi phục sau bão. Hằng cho hay, cả team cũng đang lên phương án đến tận nơi để hỗ trợ bà con. Trong phiên live này, bố ruột của nữ TikToker không có mặt. Tuy nhiên, ai nấy đều cảm động khi biết Hằng Du Mục phát trực tiếp để chuẩn bị kinh tế, còn bố thì vẫn ở nhà và giúp con lên kế hoạch cho chuyến thiện nguyện ra Bắc sắp tới. Phải nói, đây chính là lý do mà trải qua bao kiếp nạn cả gia đình Hằng vẫn được mọi người tin tưởng và yêu mến. Nhớ lại thời gian trước, mẹ ruột nữ TikToker bất ngờ xuất hiện bốc phốt con gái và chồng cũ lẫn vợ sau con đủ điều. Cho đến tận hôm nay, gia đình vẫn chưa có bất kỳ sự lên tiếng nào về vấn đề trên, ngoại trừ tài khoản của công ty nữ TikToker có lên một bài viết đính chính đang xử lý vụ việc. Điều khiến khán giả nể nhất là cách mọi thành viên không nói gì hành động. Giữa lúc bị bóc mối quan hệ rạn nứt giữa mẹ kế con chồng, anh ruột nữ TikToker vẫn livestream ghép nói trò chuyện với mẹ kế. Không chỉ vậy, Hằng còn đăng tải hình ảnh mẹ sau quan tâm mình từng tí, thấy con thèm gì cũng gửi cho. Nhìn cách bà dặn dò các con riêng của chồng là đủ hiểu tình cảm gắn bó cỡ nào, khác xa lời mẹ ruột tung tin trước đó. Điều mà ai cũng thấy là cách mà Hằng luôn được bố, mẹ kế, anh trai và em trai ủng hộ dù trải qua bao nhiêu biến cố. Phải nói, gia đình người ta thương nhau cỡ vậy mà bị đồng lục đục nội bộ. Được biết, Hằng và anh trai là anh em ruột, còn em trai là cùng cha khác mẹ. Tuy thế, nhìn cách nữ TikToker gặp chuyện cả hai liền đứng lên bảo vệ cũng đủ hiểu tình cảm gắn bó cỡ nào. Đông đảo khán giả còn cho rằng khá xa với hành xử của người tự nhận là mẹ ruột. Nhớ lại thời điểm Hằng liên tục gặp sóng gió trong hôn nhân, các thành viên ai cũng lên tiếng bảo vệ, chỉ riêng người sinh ra cô thì vẫn im hơi lặng tiếng. Song, nay bà đột nhiên xuất hiện, nhưng điều đầu tiên làm cho con gái lại là một viên live bộc phốt. Cho đến khi bà đăng tải bằng chứng có quan tâm nữ TikToker khi cô bị chồng phủ phu, dân tình cũng quyết không quay xe vì cuối cùng ai nấy đều cho rằng mẹ đang muốn chỉ mũi điều dư luận về phía con gái. Tuy nhiên, không hề có chuyện muốn tốt cho con như lời nói trên live trước đó. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.